Úi, lưng bà. Bự, cứng, nặng. Chào. Cá hường chiên sả ớt, lương âm lá cách với nước cốt dừa. Dạ ông nhỏ miền Tây xin mến chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Chào cả nhà. Sáng nay mấy anh em mình đi câu lương cả nhà ơi. Thì hôm qua mấy anh em mình có đặt mấy cái bẫy gắn mối á, thì sẵn hôm nay là mấy anh em mình đi thăm luôn. Xin mời ông bà cô chú và các anh chị cùng đi câu lương với gia đình. Mình đi câu lương trước. Không đó cho anh đi ha. Không biết còn lương không đây. Đây cái hàng lương ở trong đây nè cả nhà. Vậy anh Nho sẽ đưa mồi xuống câu. Mình câu bằng mồi con trùng, nãy giờ anh Nho đi đào ở đằng bụi chuối á. Hôm nay mình đi câu lương xong rồi cái mình đi thăm mấy cái bẫy gắn mối. Hôm qua thì mấy anh em có đặt, nhưng mà thăm không dính thì đặt lại rồi để qua đêm luôn rồi. Có khi lại vô được gắn hô hành nữa không chừng. Biết đâu bất ngờ. Ngày hôm qua còn hai con rắn hổ hành đang để trong bao lưới, chưa có sử dụng. Thấy cây không? Đỏ, rút súng ra đỏ. Lương này hơi nhỏ. Lần này nè, cái lử của anh nó ngắn ngủn rồi, thấy không? Nè, cái lử của anh bẻ nó ngắn ngủn rồi, đâu có dài đâu. Thấy không? Vậy nhịp tới đó. Nè, rút kìa. Đó, thấy không? Đó. Lương này anh thấy giống cái nào cũng lương nhỏ quá. Ngồi chờ em dễ xảy lương quá. Nè, chú em. Ủa kìa. Hỉnh xịn ngoài đó kìa. Ủa. Cứng. Nặng. Đừng có đựng em nữa. Quá dễ rồi. Con này nó cắn mép rồi. Chạch xuống chút nữa coi. Vô số. Hai em. Nó mới gật cái rồi đó. Đỏ vậy. Thấy không? Đó vậy giống nhất đó. Nó. Sao mới chưa lâu nhỉ? Quá nhẹ rồi. Ê còn. Dính rồi. Trời hơi nặng nha. Bình tĩnh nha. Đúng thì cho nó thốn mỏ cái nó thung mình lại cái mình lôi nó lên cho nó dễ nghe không. Anh thấy mỏ nó rồi kìa. Ê lương này bự nha. Ê trời tụt thật. Trời ơi tụt. Tụt. Sức luôn ha anh. Vô cái rồi.
Ê, lụm bỏ vô luôn cái. Một em nữa. Con rương này bự em ha. Cái nhánh chùm ruột này siêu trái luôn cả nhà. Nãy giờ mấy chị em mới phát hiện. Nhìn thích ơi là thích luôn. Đây. Có lường nước nó mới nhịp dữ gì đó. Dày lý quá. Hai chị em mình đi thăm cái bãi gắn mối ngày qua ở đây nè cả nhà. Cá rột rột là có em ơi. Một con ôi gắn mối ú lù luôn. Gì vậy em? Dạ. Gì vậy? Dính gắn mối anh. Mập lắm. Con dế còn sống luôn hả? Đây con gắn mối rồi cả nhà ơi. Mập quá mập luôn á. Mình đi tới cái nó làm gồ 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 trong cái chai á. Dính luôn. Đây này nước bắt này nè. Đó đó gút đó thấy không đó. Sao nó không kéo rồi nè. Chắc nó nhỏ anh ơi. Rồi nhã hay gì rồi. Cho anh con mồi khác em ba ơi. Mồi là như mắc dị với nó rồi. Hang này lương chắc cũng không đến nỗi nhỏ đâu. Đó, 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 đó. Rút cái ót xuống rồi đó, đó, đó. Nó, nó. Rồi, tuột rồi. Cái kỳ vậy? Nó nằm sát quá. Cho anh mồi em bắt. Để xuống quất liền kìa, kìa. Đó, đó, đó. Cút xuống luôn đó. Ai cha. Chú lương này. Đó, nó tát nghe cái mập không? Để anh dụ nó lên thử cho nó lên thôi. Đó, đó, đó. Này chắc gương nhỏ hay sao kỵ ta. Nó, nó, dây nhất kìa đó, 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 thấy không. Nó. Chàng ơi. Nhã nữa thôi. Hả? Chú lương này. Chắc nó nhỏ, nó không nuốt được cục dây á. Nó không nuốt được. Vậy quá. Cục màu nữa. Kìa, kìa, đục nữa rồi nè. Chặt bé quá. Nè, để xuống lại rút liền nè em thấy không nè. Nó. Mày thả bự. Đừng có tụt nha, tụt ra cái này nó là mắc à.
dĩa ốc. Sâu lắm. Rút ngược nó mé tè. Ủa rút cũng nặng lắm mà. Nó xiết xiết cái tay anh xuống nè, con lươn này chậm mà. Úi lươn bự. Lươn bự. Sao mà chơi cái trò gì kỳ vậy? Sao bữa nay chơi cái trò gì mình núp táp vậy? Tiền ơi. Vậy mà được. Vậy. Quá xa đà. Cái này có mồi em ba ơi. Lươn này lươn bông hết biết lươn. Ôi ui. Đâu mà nó chơi cái trò này, nó tính là lươn nhỏ không hả? Không nói nên lời luôn. Này có mồi nha. Trời ơi tính ông lươn nhỏ. À, bữa nay như ý muốn của em chưa? Thì bữa nay là thấy được rồi phải không? Để bình thường nó anh đi anh không rủ. Này sướng sướng rồi đó. Nó còn cật lên. Đó, nó nhịp nhịp rồi đó. Đó, trời ơi. Nó có con dây dữ vậy? Kìa, nó ngút nguyên con dây nguyên đường luôn. Kéo cái mạnh lắm. Rồi. Vụt rồi. Rút dây nữa kìa, đó thấy không? Đó, nó nhịp nhịp đó 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 đó. Trời ơi sấy nữa rồi, còn cứng mà anh. Dính bắt sình. Hai lần à, rồi. Chán một cái đó nghe. Mắt cục mồi chứ bộ anh. Nó buồn. Tiếp. Ôi lương bự á, làm cái tật lắm. Giờ nó không biết giờ nó ăn lại hay không mới quan trọng như này chứ. Hai lần biết quá tam kệ đi, hy vọng thấy nó hơi mong manh rồi. Có thể nó ăn lại cái nữa nha. Rồi nó hơi nhét rồi, nó hơi nhét rồi mà nó đang vịnh mồi đó. Đó vậy mới trời đó. Cho nó kéo hết dây luôn đó, cho nó dính chặt ăn cái đã. Đang dính màu nhé. Nó rút rồi đó, hết thấy không? Thấy không? Nó. Chứ này anh cho nó rút sâu vô cưng ơi. Chứ lần này mà xảy ra nữa là khó mà bắt lắm. Rồi. Nghe hiệu với tèn. Ui, mặn rồi. Rồi. Ê, dính. Ê. Ủa, nó ra tới ngoài luôn rồi. Ủa, nó lên xịn luôn. Lưng tủ. Ê, lưng bự. Mẹ ghẹp. Lại được một em nữa. Nhất bá tam thiệt mà. Vợ nói hay quá vợ ơi. Lần này phải để cho nó lâu thấy không? Anh sợ á. Sợ lần này mà xảy cái nữa là hết bắt luôn.
Bữa nay kèo thơm. Dơ lên cái đi anh. Bữa nay kèo thơm cả nhà ơi. Ôi ôi anh ơi, cái này cứ ngắt luôn sao sức được anh. Nuốt ở trong rồi. Rồi, ra luôn rồi. Để à, đâu ra được. Gỡ mới được. Rồi, giờ anh bỏ vô luôn chứ anh nói thiệt chứ giờ gỡ không ra luôn rồi. Giờ chắc mình sẽ ngưng ở đây đi, vô mặn nó đang lấy con dây ra chứ thôi là thua luôn á. Này. Nhà mình nghỉ câu luôn. Thành quả hôm nay cả nhà. Biết ngon rồi. Được nhiều lương nè. Cả con luôn. Mấy anh em câu từ sáng tới giờ. Đó. Giờ mình đi thăm mấy cái bẫy gắn mối nữa. Có rồ rồ không anh? Này dớ chết hết rồi. Vậy con này. Ồ, kiến ăn hết rồi. Vậy đó đâu có chạy. Dế còn sống nó nhảy á. Dạ. Thì nó còn có cơ hội dính. Đâu rồi. Mấy kiến lửa nó cắn rụi hết chứ. Chồng hả? Ờ, chồng đó đỡ lỡ mé đó cô Tư ơi. Mình còn cái cuối cùng nãy giờ thăm không có dính cả nhà ơi. Rồi. Kỳ ta. Vậy là mình đặt cái này thất bại rồi em ơi. Hết rồi hả anh? Ừ. Rồi về luôn. Ừ. Được một con rắn bắt mối. Út. Đây, nãy giờ thì mấy anh em đi thăm gắn mối về không có có. Hồi sáng dính được con. Cái phần lương nè. Hồi sáng giờ thì mấy anh em câu được nhiêu nè cả nhà. Với mình còn hai gắn hổ hành không ba nữa. Để hôm nay coi mấy chơi mình đi mặn lương coi mình mặn món gì với cái lương này. Dạ, xin chào cả nhà. Hồi sáng mấy anh em mình đi câu lương cả nhà ơi, trúng lắm luôn á. Đây, đây là phần lương nè. Mình cũng đã mặn sạch sẽ hết rồi. Hôm nay gia đình mình sẽ phụ thêm là cá hường biển. Rồi mình sẽ nấu là hai món. Lương này thì mình sẽ với lá cách, nước cốt dừa. Còn cá hường thì mình sẽ muối xả chiên. Xin mời ông bà, cô chú và các anh chị cùng vô bếp với gia đình. Rồi vậy em sẽ ướp cá hường. Rồi vậy em sẽ cá này muối xả chiên ăn ngon lắm luôn em. Đúng rồi đó chị ơi. Lâu lắm rồi mình cũng chưa ăn cái này á. Mình sẽ cho một ngọt với muối. Rồi. Đây là phần xả dớ cũng đã băm xong rồi, giờ mình sẽ cho vô luôn. À. Nãy chị bầm mấy chết luôn á. Mình mặn mặn cà cay. Cà cay đúng rồi. Đúng rồi. Mình ăn với lương nước cốt dừa béo béo nữa. Hello con gái. Hello. Lá cách rất là ngon luôn á, non non không à. Này mà mình với lương là tới tay luôn. Này, con phố đã lên đèn. Rồi giờ vào xoay rồi sẽ cho cá vô. Trời ơi trường con nữa chứ. Cá này mà ăn cá tươi chắc là ngon lắm anh. Ngon chứ em, thịt tươi lúc nào nó cũng ngọt dạ. Nhưng mà cá nhỏ này này thì chỉ chiên thôi. Còn cá lớn á, là mình nấu chua á, dạ. Ngon lắm. Chưa bao giờ được ăn mấy con cá biển này mà tươi luôn á cả nhà. Này là qua đông lạnh hết rồi. Nhưng mà nó vẫn ngon. Mình ở đồng quê thì ham thèm cá biển. Dạ. Còn cá biển này để thèm đồ đồng. Dầu sôi rồi giờ sẽ cho tỏi vô thử lương. Tỏi vàng rồi giờ anh sẽ cho lương vào thử. Oh.
Rồi cái phần lươn á em thử nó thơm mà giờ em sẽ cho nó cút dảo vào nấu. Rồi giờ em sẽ nêm luôn cho nó thấm, em sẽ cho đường với muối. Hình như là lươn ông nào không có để bột ngọt hả chị? Đúng rồi đó em. Thường thường thì nấu với nước cốt dừa là không có để bột ngọt. Không biết ở chỗ khác thì sẽ như thế nào. Rồi giờ cá cũng vàng rồi, giờ em sẽ chở cá. Này chắc mình ăn cơm ngon lắm luôn. Lâu lắm rồi mới được ăn á chị. Đúng rồi đó. Yeah. Mấy chị em mình cũng rất là thích ăn món cá hường chiên sả ớt. Hoặc là súp cà. Cá nục súp cà. Rồi lươn chín nào giờ em sẽ thả lá cách vô. Này lá cách nó nhanh lắm em ơi. Đây kìa. Bỏ vô cái này nó chẹp lép hết trơn. Rồi giờ có dọn em cho lên dĩa. Rồi cái phần lá cách nó cũng đã chín rồi, giờ sẽ cho cái phần nước cốt nhất vào. Một cái sới lươn nè. Đó, nó chín nó nứt cả hết rồi. Thêm miếng nước cốt lên béo ngậy luôn. Lá cách giờ này nó bóng luôn rồi. Thơm quá thơm anh ơi. Làm cái món này mình phải chuẩn bị nhiều lá cách. Tại mình nấu vô cái lá cách tới chín cái nó ít lại. Quá lượng luôn nè. Đấy là có ba con. Ba con chỉ đây. Ta sẵn cái anh ta tập. Mẹ luôn mèo quá cái. Lươn ngoài nấu canh chua với kho sớt ra là cái món này cũng đặc sắc luôn nè cả nhà. Cá hường chiên sả ớt, lươn âm lá cách với nước cốt dừa. Dạ con xin mời cha dùng cơm, xin mời cả nhà luôn. Thức ăn cũng đã hoàn thành, mời cả nhà ăn cơm với gia đình mình. Nàng để cậu vô mánh nè. Quá im. Lương quá im. Nằm ngủ mất phòng mệt nha. Mời cả nhà. Sao cha? Cha thấy thiếu thiếu cái gì đó con ơi. Mời cả nhà nha. Thiếu bia hả cha? Không, cha thấy cái này thiếu thiếu cái gì á. Chú không biết. Dạ mời cả nhà nha. Dạ xin mời cả nhà. Dạ con xin mời ông bà cô chú. Luôn là người ba cấm con quá ngon rồi còn xa nữa. Nhức nách luôn không con? Nhức nách luôn nè. Lương này là của cha câu. Cha câu quá. Chứ không phải dì ba cấm câu. Dì ba câu. Nấu. Dì ba nấu đúng không? Dạ, đúng. Ngon cha? Ngon quá.
Cô cũng béo. Ăn cá chiên không? Dạ. Cảm ơn đi con. Dạ con cảm ơn dì Út. Khoan hơn mà mối xin gì ra ăn. Mặn mặn. Thơm là ớt. Thơm ớt. Thơm. Thơm ngặt ha. Dạ. Béo đã thịt. Cả nhà cũng thông cảm giùm ha. Theo lưu mình ôm lá cách này mình có đậu hầm cả nhà. Nay thì cũng ngon quá. Mình không có để đậu hầm. Nhà cũng thông cảm giùm. Dạ Trang xin mời cả nhà dùng cơm. Ngon không con? Dạ ngon. Ghé ăn nhiều vô nha con. Dạ cha. Cá là chắc lâu lâu mới có bán hả con? Dạ có hoài chứ. Có hoài chứ nhưng mà không có nhiều. Dạ. Cái chỗ nó có kiểu tầm mấy con à. Chứ không có nhiều thì cá nhiều. Ngon. Dạ con cảm ơn dì Út. Theo cái này ăn tươi chất ngọt lắm ha. Dạ. Cái tươi á. Nãy con cũng mới đang nói kìa. Tại chưa ăn cá tươi lần nào hết chưa. Ở này tức lạnh mà gãy câu lương gì là cũng độc siêu lắm ha. Tức lạnh ê mỏ hết. Con cuối cùng như câu tới lại thứ ba mới dính. Ê mỏ. Trời nắng lên đỡ. Ngon hả mẹ? Từ hổm vợ có hứa cả nhà. Cảm ơn cũng vậy. Sẽ quay clip câu lương cho cả nhà xem. Mà em thấy quay clip câu lương này bắt được khoảnh khắc ăn lương nó cắn là kéo nó lên dễ hơn câu cá. Thôi chảy hoài rồi con biết cách mới được. Không biết chảy. Con thấy nếu mà lương á mà cái hang đó có lên nhanh lắm còn cá lâu quá không có canh được cái khoảnh khắc mà cá nó kéo câu. Còn con lương mình đưa xuống mà thấy mà nếu mà hang có lương thì nó bập liền á, bập bìu luôn ha. Dạ còn cái kỹ thuật kéo lên như thế nào thì đó là chuyện khác. Thấy dạ con nói cho biết cho khi cái hang lương mình nó căng mình quen nó căng cảnh được nhanh nữa cho ăn luôn có nhanh. Cá nhiều khi mình cầm lên cái mình phải bỏ xuống cầm lên bỏ xuống là nhiều khi nó đâu có ăn liền đâu. Cá chiên hả? Cá chiên chiên. Bé quen cá chiên không chứ gì ba dễ cho con. Dạ con cá rồi cha ơi. Chỗ con có cá có lương nó chẳng nó hung dữ lắm. Để xuống là bóp bóp bóp. Này là lắm. Là được mà dừng lâu năm á, clip á. Dạ. Lâu năm đừng có ai làm cái gì á. Trời, con lương già không ha. Đưa kéo đã tay mà thiệt vô đó người ta thiệt đâu được. Dạ. Là phải như đã tay để xuống ăn đó. Bữa nào tập cái thứ ba câu em cái lúc luôn nó khó hơn cái là đem nó lên đó chứ. Đâu có gần anh hai đó, đâu gần anh hai dính là đồng anh hai chỉ cái anh nho anh quéo sao mà cái tay anh quéo rồi là lương nó dính cái tay luôn à. Ấy giờ con chưa được cái đó. À, chắc câu nó xảy chắc tức ngồi đó hoài luôn quá. Ngoéo lượng là cái sức tài phải khỏe mới được. Ngoéo vô bẻ cái xương sống nó kêu gắt cái gắt á. Thì lúc đó lượng nó không có chạy được. Ngoan quá mẹ ơi.
À quên, thí dụ con gái câu phải không, anh chỉ gần chiều nè, khỏi cần bóp mạnh bóp nhẹ hết, đeo cái bao tay giải vô thiệt. Đúng bao tay cứ cầm vô là lương không bao giờ giải ra ruột được, dính cứng ngắc. Đúng rồi đó chị, bắt cái gơ bằng tay giải đã đó chị, nó không có ủi tuần gì đâu mà không có cảm giác. Con ơi, không cảm giác con cá. Ừ, cô cũng vậy nữa, bắt bằng bao tay đâu có cảm giác. Đừng nói Quỳnh. Dạ không vậy bà ơi. Dạ không. Nhà cha ăn thấy thèm quá hà mì. Thèm ngon đó con. Dành thấy thèm con ăn theo. Con thấy thèm hơn ơi. Nãy dụ nha cá, cái chim muốn gộp luôn á. Gộp gộp tới giàu như lắm á cha. Dạ hôm nay thì sáng giờ mấy anh em mình đi câu lương, câu được lương mình làm món hôm lấy cách ăn rất là ngon, thì đã cho gia đình tiếp tục dùng bữa. Trang xin phép cả nhà khép video lại ở đây. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video nha. Con cảm ơn ông bà cô chú để coi clip ủng hộ mẹ con. Bye bye ông bà cô chú. Tạm biệt cả nhà. Cả nhà.